Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay chúng ta lại quay trở lại bản tiếng Trung để cùng với Akao của mình spam một số trận đấu. Nhưng mà trước hết chúng ta sẽ cùng ngó đó là cái sự kiện vẽ tranh ở bên bản tiếng Trung, vẽ skin dành cho một số con, và những con này sắp tới thì nó sẽ có ở trong cái game này. Đây là một số cái tranh vẽ của người chơi bản tiếng Trung. Đợt này mùa 2 của cái sự kiện vẽ này là 3 Pokemon như là Cynthia, Megacham, Luala, Raimon Gaudon sẽ có một cái skin mới này. Skin nào trúng giải thì sẽ có ở trong game, và cái người vẽ được trúng cái giải này thì sẽ nhận được cái skin này miễn phí. Đây những cái skin được đưa ra để bắt đầu đó là vót, nhiều đại nhân được nhiều lượt like hơn hay là sẽ giành chiến thắng ấy. Thì đây là một số cái tranh vẽ ở bản tiếng Trung đây. Một trong quên ba trong số những cái skin đây sẽ được vào trong game. Bản tiếng Anh cũng đã có cái sự kiện vẽ tranh này một lần rồi đấy. Chuyển sang thành chuột bắn rồi. Xong rồi cầm kiếm rồi. Hết. Quay trở lại với game. Đợt đầu tiên thì mình đã chuyển sao tạm thời để lên con Cynthia Megacham này 11 sao. Nhưng mà sau đó thì mình đã sử dụng chính mặt năng đỏ để up nó lên 11 sao luôn, với mục đích là khả năng cao đến tháng 10 là con Black Kyurem ra mắt rồi, và bạn chỉ cần đó là tách con White Kyurem này ra trở lại thành con Kyurem bình thường với cả con Reshiram. Và điều kiện để lên con Black Kyurem cũng tương tự như con White Kyurem này thôi, tức nghĩa là bạn sẽ có con Kyurem 12 sao này cộng thêm với cả con Zekrom 8 sao, cả hai cái đó để mình đều có rồi. Và phôi thì mình sẽ lấy dần dần trong 6 tháng này ở trong cái sự kiện đấu giá. Cứ mỗi tháng mỗi mùa là mình có thêm được 3 phôi rồi. Cứ tích dần dần như vậy thì việc lên S tiếp theo nó cũng không phải là quá khó khăn với mình. Do đó thì mình đã đầu tư để lên một con S cộng 11 sao. Nếu mà mình không thích thì đến sự kiện quan trọng như là tháng 10 này, ngày Quốc Khánh bản tiếng Trung, cũng sẽ có một đợt chuyển sao vĩnh viễn nữa. Thì lúc đó mình có thể chuyển 11 sao của con Cynthia Megacham dành cho con khác cũng được. Tính toán như vậy là xong rồi. Thế nên là mình cũng sử dụng cái mảnh bắn năng đỏ để nâng nó lên. Còn đợt vừa rồi chuyển sao tạm thời mình đã vừa bỏ, thế nên là mình sẽ chờ 3 ngày mới có thể chuyển sao được tiếp này. Bây giờ còn 6 tiếng nữa thôi, ngày mai mình có thể chuyển sang một con S cộng bên mình 11 sao để test tiếp này. Và lúc này thì đang có cái team rồng với White Kyurem xuất hiện này. Mega Rayquaza thì bây giờ vừa được chỉnh sửa, nói chung là nó bị lỗi khoảng tầm gần 2 năm rồi. Đó là những đồng đội nào mà tấn công thì nó đang ở trên bầu trời nó đánh ké, thì bây giờ chỉ có hệ rồng với hệ bay thôi. Thế nên tối ưu cái hiệu quả của nó đánh ké là một cái, thứ hai là bay bầu trời sớm ấy, thì mình sẽ cần nhiều Pokemon hệ rồng ở trong team hơn. Và lúc này mình đang có hai con thôi, White Kyurem với cả con Cynthia Megacham này. Mình đang dự tính là thêm một con nữa hệ rồng để cho vào trong team. Và hai ứng cử viên, một là con Alan Megacham X thì mình nghĩ là S cộng mới mình cho vào trong team nó cũng sẽ ổn hơn. Cái tiếp theo đó là Zekrom, nhưng mà thôi Zekrom mình đã test mấy phát rồi. Ngày trước 11 sao ấy, nhưng mà không đi cùng team rồng ấy, mới cả không được nuôi quá mạnh ấy, nên nó cũng không phát huy được quá nhiều hiệu quả. Nhưng mà trong clip này thì mình sẽ nâng nó lên mạnh ở 8 sao để xem là có thể sử dụng tốt được hay không, hay bây giờ cứ trong team mình thì cứ phải lên 11 sao mới ok này. Còn với bản tiếng Trung thì đến ngày mai mới có bắt đầu diễn ra cái đấu trường lên server, thì lúc đó sẽ gặp được rất là nhiều đối thủ mạnh và tốt hơn để có thể xem được những trận đấu của team theo hệ. Và đợt này thì mình đã vừa nâng lên lại con Raimon Kyo sau khi reset lại con Necroma. Hôm trước thì mình đi test con Necroma 11 sao ấy, nó không phù hợp với cả team mình luôn ấy, rất là dễ chết, mà đam thì cũng quá bình thường. Nếu bây giờ phải full Zmu giống như đội hình của cái người chơi S64 mình hay test ấy, thì nó còn hiệu quả hơn này. Vậy nên lúc này thì những con nào mình đang mạnh sẵn rồi thì cứ nâng nó lên thôi. Còn bây giờ mình sẽ test với cả Zekrom. Và đây là con Zekrom mình đã cố gắng ở 8 sao và bắt đầu đó là đi test nó thôi, cho nó vào trong đội hình team rồng để lấy thêm một hệ rồng nữa. Và mình sẽ để đội hình như thế này. Bây giờ mình đã có 3 con rồng rồi, nếu mà về sau thêm một con Alan Mega Jack X nữa thành 4 con rồng, thì chỉ cần Mega Rayquaza hành động thôi là bay lên trời, và lúc đó toàn bộ đồng đội bên mình đánh thì nó cũng sẽ đánh ké này. Nhưng mà với điều kiện là về sau lên con Black Kyurem, Zekrom nó chỉ cần 8 sao thôi là được rồi, thì có lẽ là không cần thiết nữa. Đây, với việc có thêm rồng thì vừa vào phát, chỉ cần một đòn bạo kích như vừa rồi thì Mega Rayquaza nó đã có thể là bay lên trời sớm. Và nếu bạn mà nuôi những con rồng mạnh ấy, thì Mega Rayquaza nó đánh ké rất là nhiều. Và chỉ cần tiêu diệt đi một con chủ lực của địch như vậy rồi thì cũng quá là tuyệt vậy. 5 triệu. Công ty tiếp này, 4 triệu 4 này. Đấy là mình còn không nâng lên được mạnh con Zekrom nữa đâu.
Nhưng mà với cái kiểu bây giờ mà cứ ulti liên tục như thế này của team rồng, mà bạn mà chơi toàn những con mà nuôi rất mạnh ấy, thì nó cũng rất là có hiệu quả luôn. Mục đích của mình lúc nãy cho vào con Zac Roam chỉ ở đây, vừa rồi thì con Cynthia Mega Garchomp nó vừa chém bổ liên tục vào con Mega TNC bên kia này. Địch nào đánh vào phát hệ đất rồng là sẽ bị đánh ké. Tiếc là mình không có đủ điều kiện nâng con Zac Roam này lên sao cao hơn nữa. Đầu tư vào con Alamega chắc ít sắp tới xem như thế nào. Ây chà, từ nãy giờ mình nhớ ra là mình toàn để 3-3-2. Mấy hôm trước thì con Cynthia Mega Garchomp này nó bị lỗi. Đến lượt hành động của nó xong mà nó không hành động gì cả. Hôm nay bắt đầu mới thấy nó đỡ đỡ hơn. Mà vừa rồi nó cho một quả 16 triệu chết luôn con Mega TNC bên kia. Và con đây, Raimon Kyo đợt này đang kiểu gì mà phích lại nó trâu dã man ấy. Xong, trận này có vẻ là đơn giản hơn tại vì tiêu diệt đúng con chủ lực Mega Ray. Thử lại tiếp phát nữa. Chủ lực nếu mà nâng mạnh hơn con Zac Roam nữa để nó ulti thì bên kia cũng sẽ bay màu sớm. Đây, thiếu một cái nữa thôi. Mà cái đây vừa đủ rồi, 6 là bay lên trời luôn. Nhưng mà tiếc lại bắn trúng vào con Mega TNC bên kia. Bên Mega TNC bên kia là Zmu 8 rồi, nó rất là trâu luôn đấy. Ở đây Cynthia Mega Garchomp vừa bị ăn một đòn gì đó mà nó trốn rồi. 7 triệu mà. Đấy là 18 sao, có 1.4 triệu thôi. Vừa rồi thì Cynthia Mega Garchomp các bạn ý là nó cứ bổ này. Mục đích của mình là để giữ được một cái vị trí không bên kia không nhìn thấy. 4.9 triệu kèm theo cái này nữa. Đánh ké luôn. Ôi trời, nó ulti và nó bay lên trời rồi. Mà cũng vừa đủ hết luôn cái đến lượt của nó là nó bay xuống dưới đất. Ôi nó lại ulti tiếp. Team bây giờ bên mình là đa số tấn công mạnh này để giết chết bên địch sớm này. May mà con IQ Ram nó trụ lại ở hàng trước, chứ không thì team mình cái sinh tồn kém là cũng rất dễ bị bay luôn. Mà Zac Roam cũng hiệu quả phết, mỗi khoản là nuôi kém quá. Sát thương nó cũng chỉ gây ra mức độ như thế thôi. Nhưng mà một cái nữa đó là sinh tồn nó rất là yếu. Xong, thôi, đai con đấy rồi. Cynthia Mega Garchomp cũng tương tự như vậy thôi. Sát thương nó khá là ổn đấy. Nhưng mà cái sinh tồn nó, những con tấn công bây giờ rất là kém rồi. Và bây giờ đó là đọ với Mega Ray ra bên kia. Mình còn 3 con này. Ý chà, tử, mày qua vẫn còn xíu máu. Hên xui nhá đâu, một con Mega Ray bên kia nó lại... À không, mày chết, cả đôi cùng chết bởi vì chống thiên gió. Có vẻ ổn. Mặc dù là lượng đạn sát thương nó gây ra nó sẽ kém hơn, nhưng mà thôi, mình không bảo vật vàng là thì mình sử dụng bảo vật tím. Bảo vật tím thì có một cái để tăng tốc độ cho Mega Ray, đó chính là cái này. Thì mình xài để có thể nâng lên được tốc độ đi trước để có thể bay lên trời sớm này. Bạo kích cũng là một cái quan trọng này để có thể giúp cho Mega Ray bên mình bay lên bầu trời nếu mà giả sử đòn tấn công đầu tiên không bạo. Ok, vậy là test xong về con Zac Roam này. Bây giờ không xài Zac Roam nữa thì mình sẽ thử xem đó là con Dianga. Và vừa rồi mình đã vừa reset lại con Zac Roam về với cát bụi và nâng con Dianga 6 sao lên thử. Bởi vì bây giờ bảo bản tiếng Trung ấy, 6 sao nó cũng đã có thêm cái phần nội tại khác của nó rồi. Ngày trước thì phải 8 sao cơ. Ví dụ như Ho-Oh ấy, ngày trước là 4 sao có hồi sinh. Thì bây giờ điều chỉnh skill ở bản tiếng Trung thì 6 sao nó mới có cái khả năng đó là hồi sinh cơ. Vậy nên là bây giờ nếu bạn nào mà đã nâng tạm lên 6 sao từ hồi đó thì vẫn có khả năng sử dụng được. Chỉ tiếc một quả là không làm được void thôi. Thế bây giờ mình lại cho Dianga vào đội hình test thử. Mục đích là để lấy sinh tồn thôi, chứ còn 6 sao Dianga này tam cùi lắm. Đây, mục đích team của mình chủ yếu là để lấy thêm một con hệ rồng kích thôi. Với những cái đội hình mà team phun rồng như Zygarde chẳng hạn, đợt trước mình review ấy, thì tối ưu về cái team rồng này quá. Bây giờ có IQ Ram nó có tăng hàng trước đỡ rồi. Bây giờ mình cho con bạo kích này rồi. Bạo kích là phát là vừa đủ để bay lên trời luôn. Và nếu mình nuôi mạnh về sát thương của con Mega Ray qua già nữa cơ thì nó sẽ còn đam khủng khiếp hơn. Nhưng mà vừa rồi thì mình lấy cái bạo kích dành cho Mega Ray qua già bên mình để đi trước. Bên kia đang bị dính đóng băng
loại xịn này của con YQ RAM này. Để một con tấn công lên hàng trước bây giờ đúng là mạo hiểm luôn. Nó mà ăn một quả sát thương quá mạnh thì có thể là chưa kịp giao đòn tuyệt kỹ luôn. 6.4 triệu trốn rồi. Rất là may. Nó ulti lần đầu lần 3 hoặc là khi máu nó dưới 50% là đánh. Mình xin đi thêm lần nữa. Thực ra là bây giờ có thể sử dụng Zmu của Dengar đi thêm lần nữa không? Đấy, mình lấy cái nội tại của Dengar, cái phần đi thêm lần nữa của Dengar để dùng cho Mega Ray như thế này. Nếu mà 11 sao Dengar thì sao nhỉ? Chắc cũng ổn lắm. Bởi vì cái sinh tồn của Dengar nó khá là cao. Bây giờ tốc độ cao này, xong rồi đi nhiều, đang là một cái thịnh hành rồi đấy. Bổ phát, chém nhẹ nhàng, chết ngay con Necroma rồi. Đây Dengar thì đam nó bé lắm, tại vì có mỗi ít sao mà. Bây giờ cứ tốc độ làm chùm rất dễ. Ô, đòn tấn công vừa rồi chết ngay con Dengar rồi. Thêm đòn tấn công nữa thì cũng vẫn phải có một con phòng thủ chắc ở hàng trên, xong bắt đầu là mới có thể là những em tấn công hàng dưới mới trụ lại được này. Mà rất là bức chế nhá, là con TNC bên kia cứ vỡ tường phát là coi như là tạo ra một cái phong ấn luôn. Mà bên mình thì hầu như chẳng thấy phong ấn bên kia mấy, mặc dù cũng lên Z4 rồi. Đóng băng Raymond Kyo trâu phết đấy, nó còn trâu hơn cả con Raymond Gaudon luôn đấy. Bay lên trời tiếp này. Ulti có 2.4 triệu thôi. Mất tích rồi. Quả vừa rồi đai xử con. Bây giờ bên kia còn một con trâu và một con tấn công. Bây giờ chỉ cần phải tiêu diệt được con Mega Ray qua ra bên kia thì còn. Không phải à, chưa chết à? Chết. 5 con như này mà để thua một con Mega Ray bên kia thì đúng là nó bay trời. May quá nó không ulti phát vào giữa. Thôi chết. Nhưng mà có lẽ YQ này phòng thủ quá chắc chắn. Mày trụ được. Ok. Vậy là thành công. Mặc dù thắng nhưng mà cũng. Vừa rồi thì mình test với cả một số con mình đang yếu thôi. Nhưng mà mục đích là để có rồng ở trong team. Vậy bây giờ không có rồng nữa. Trận cuối. Và bây giờ mình cũng không để con Cynthia Megatron. Đáng đi nó buồn cười thật đấy. Ở nó hàng trên nữa. Thì sẽ như thế nào? Một trận đấu cuối. Còn ngày mai thì lăn tăn nhỉ? Dengar 11 sao hay là con Alan Mega Chat X 11 sao hay là Zekrom 11 sao? Thôi Zekrom thì sinh tồn kém nhất, mình có thể bỏ qua. Rất tiếc là quả vừa rồi không có bạo kích và kèm theo cũng không có hệ rồng nữa để có thể thêm một ấn dành cho Mega Rayquaza bên mình. Bây giờ bản tính chung là bạn chỉ cần nuôi thật mạnh một con lên. Không có nhất thiết là mới hay cũ, nhưng mà nó cũng sẽ giúp cho team bạn mạnh hơn đấy so với hồi trước. Cũng không hẳn là phải đi theo meta nữa, bởi vì những S cộng mới bây giờ nó không có quá nhiều hiệu quả. Đây là Necroma bên kia Zmu 8 này, cũng bị ăn đòn trước rồi này. Mình nuôi bây giờ nuôi theo kiểu tốc độ rồi, đi trước làm vua luôn rồi. Đây, Mega TNC nó cho mấy quả phong ấn luôn này. Vẫn không thể bỏ được Mega Mu chú ý ấy. Nó ăn cắp nộ rồi mới ulti vẫn rất là tốt. Mà mình đang chọn xài cái kiểu là như chip giảm nộ ấy, để cho lúc mà ulti cũng giảm được nộ địch. Ở đây, Cynthia Mega Ga cho mãi mới trốn được. Mà đam của con Mega Mu chú ý cũng không phải nhỏ luôn. Với việc bên kia các bạn để ý thấy là không có rồng nhiều, thế nên là Mega Rayquaza nó cũng phải rất lâu nó mới bắt đầu mới cả được bay lên bầu trời. Bên mình thì có 3-4 con rồng thì nó kích nộ sớm hơn. Như đợt trước mình đã giới thiệu, đó là Zmu 4 của nó, đó là với mỗi một hệ rồng có trong team của bạn nó sẽ được một ấn, và khi nó đạt đủ 6 ấn, không phải hồi trước 7 nữa, thì nó sẽ được ulti bay lên bầu trời. Bây giờ thì Mega Rayquaza như chùm rồi.
Nhưng vẫn phải công nhận một điều là con Diamond Kyo này bạn không có sát thương cao cực kỳ là khó giết luôn đấy. Team bạn không có tấn công là khó giết cực kỳ. Bây giờ mỗi Mega Rayquaza này xong rồi kèm thêm một con Cynthia Mega Charm nữa. Nhưng mà Cynthia Mega Charm thì sinh tồn kém, được cái quản phải ulti xong bắt đầu mới trốn được cơ. Nhưng mà lượng một quả ulti nó gây ra đam ghê á. Ôi, một ulti của con Mega TNC bên kia mà phong ấn 2-3 con rồi. Chết. 17 triệu đến từ con YQ Ram này. Chúng ta sẽ tua tắt nhanh một chút về cái trận đấu này nhá. Bây giờ mình sẽ cho lại con Dienga này thêm một dòng này. Và xong rồi thì đánh nhảy xong thì mình sẽ chuẩn bị ấn đó là cái skip. Ôi thật là hên. Con Necromai bên kia chỉ còn một xíu đạn máu nữa thôi là mình chết. Trận này mình thắng. Thế như các bạn thấy là đội hình bây giờ những con đi cùng với nhau bổ trợ thì mới có một cái team tốt được. Chứ không không hẳn là bây giờ mình phải cho hai con này vào nữa. Team rồng đang là thịnh hành rồi. Bạn nào nuôi Mega Rayquaza này xong rồi lên được YQ Ram thì chờ đến lúc mà chỉnh sửa giống như bản tiếng Trung này thì mới có hiệu quả. Mega Rayquaza bây giờ đang là con cưng rồi. Đam mạnh này xong rồi bay lên trời sớm này. Đam xong rồi là sinh tồn tốt này. Khiên gió cũng ổn ok này. Ok. Vậy là mình đã test xong đó là reset các kiểu Reset Chrome với cả Dienga cho đội hình để thêm một hệ rồng nữa. Thì ngày mai có được một lần đổi sao khả năng cao mình sẽ cho con Alan Mega Trang X vào để test tiếp.